Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bấm nút khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Và những hình ảnh chúng tôi vừa điểm qua chỉ là một lát cắt nhỏ trong thời gian chưa đầy 2 năm Hà Nội triển khai dự án từ ý tưởng, chủ trương đến tổ chức thực hiện và đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Và ngày hôm nay, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã đủ điều kiện để khởi công. Vậy làm thế nào để có được kết quả này? Hãy cùng chúng tôi theo dõi mục chuyện trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, gần 85% là tỷ lệ giải phóng mặt bằng được các quận huyện bàn giao cho chủ đầu tư để tiến hành khởi công dự án vào ngày hôm nay. Con số này vượt tiến độ mà nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đưa ra, tức là 70%. Và trong số đó thì phải kể đến việc di chuyển các mộ phần đã được người dân thực hiện, không kể ngày đêm, không kể nắng mưa và đã tạo thành một hiệu ứng tích cực tại tất cả 7 quận huyện của thủ đô, nơi vành đai 4 đi qua. Đây có thể nói là một công việc khó khăn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng ở các dự án giao thông, vì việc cưỡng chế di chuyển mồ mả luôn gắn với văn hóa, tâm linh của các hộ gia đình và phong tục truyền thống của Việt Nam. Những ngày tháng 4, hơn 20 thành viên của dòng họ Nguyễn Nam tiếp tục cùng nhau họp bàn thống nhất di chuyển 4 ngôi mộ tổ nằm tại nghĩa trang thôn Bồng Lai tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, nằm trong chỉ giới đường đỏ của dự án đường vành đai 4. Những ngôi mộ này đã được an táng hơn 100 năm, nên việc phải di chuyển khiến các thành viên trong gia đình băn khoăn. Dòng tộc gia đình cũng như bản thân là rất luyến tiếc, thế nhưng vì tương lai là ta vì ủng hộ các con các cháu để đáp ứng những nguyện vọng của xã hội, cuối cùng đúc kết là đều đồng tâm nhất trí để chuyển. Về quỹ đất thì không thiếu gì quỹ đất, rất nhiều quỹ đất để di chuyển cho dòng họ. Đấy, nhưng cái số lượng mà để di chuyển cho mộ tổ ấy thì muốn là tập kết tất cả các dòng họ vào một dãy mộ. Buổi họp kết thúc với sự đồng thuận cao của các thành viên trong dòng họ về việc di chuyển mộ phần. Đến nay, dòng họ Nguyễn Nam đã chuyển được khoảng 200 ngôi mộ trên tổng cộng gần 1.200 ngôi tại nghĩa trang này. Tập thể của dòng họ quyết tâm bảo thôi, các dòng họ không làm thì dòng họ Nguyễn Nam ta làm, ta đi đầu. Như tôi tin tưởng rằng sau 4 ngôi mộ của dòng họ Nguyễn Nam được xã quy hoạch vào khu này thì dòng họ rất yên tâm. Nhờ hiệu ứng lan tỏa, đến nay huyện Đan Phượng đã di chuyển được hơn 700 trên 1.700 ngôi. Đáng chú ý, số mộ vô chủ khoảng 600 ngôi cũng đã được chính quyền lên kế hoạch di chuyển một cách chu đáo và trang trọng. Chúng tôi xác định đây là vấn đề tâm linh hết sức là quan trọng, là chúng ta phải thực hiện những cái nghi thức để làm sao động viên nhân dân thấy rằng cái việc mà di chuyển nó đảm bảo về cái yếu tố tâm linh. Và thứ hai là khi xây dựng nghĩa trang thì chúng tôi xác định đây là công viên Vĩ Hằng để nó tạo ra một cái không gian kiến trúc cho một cái nghĩa trang. Huyện Sóc Sơn có tuyến đường vành đai 4 dài 2,4 km chạy qua, diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 50 ha. Trong đó, số mộ cần di chuyển là 900. Đến nay, chỉ còn 4 ngôi mộ chưa chuyển do là mộ mới an táng. Để người dân an tâm và đồng thuận, chính quyền địa phương cũng đã chi trả ngay tiền đền bù và hỗ trợ trong việc chuyển mộ. Ngoài đơn giá chung khoảng trên 6 triệu đồng một ngôi, các địa phương khuyến khích hỗ trợ thêm 2 triệu đồng một ngôi mộ nếu đảm bảo tiến độ. Về mặt quy trình bồi thường hỗ trợ thì thực hiện theo quyết định của thành phố Hà Nội là bồi thường mức tương đương. Tức là ví dụ như ta thu hồi nghĩa trang của các hộ dân là khoảng 1 ha thì sang khu vực mới ta cũng phải trả cho đủ 1 ha. Bởi vì trong khu vực nghĩa trang cũ của người dân ấy, thì người ta vẫn còn quy phần đất để cho các cụ trong những năm tiếp theo. Thì sang bên này thì chúng ta cũng phải hoàn trả theo mức độ tương đương. Vì vậy mà người dân người ta rất là đồng tình. Theo báo cáo về tiến độ, tổng số mộ trí đã di chuyển là trên 6.000 trong tổng số hơn 10.000 ngôi mộ phục vụ cho dự án, đạt trên 60%. Huyện Sóc Sơn đang đứng đầu giải phóng xong 100% mặt bằng. Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Mê Linh đều đạt trên 84%. Như vậy là chỉ trong một năm vừa triển khai thủ tục đầu tư vừa giải phóng mặt bằng, Hà Nội đã vượt tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ cho mốc khởi công ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác giải phóng mặt bằng thì việc bố trí tái định cư cho các hộ dân mất đất là khó khăn và phức tạp nhất. Trong quá trình triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, thành phố Hà Nội đã lựa chọn phương án nắn tuyến ra khỏi các khu dân cư đã sinh sống ổn định và chọn quỹ đất đẹp nhất tại các khu đất đấu giá dành cho người dân mất đất. Và đây cũng chính là một chính sách hợp lòng dân, nhận được sự đồng thuận và không phát sinh khiếu kiện. Để bàn giao mặt bằng cho dự án đường vành đai 4, gia đình anh Bình ở xã Đông La, huyện Hoài Đức rất yên tâm vì không phải tạm cư mà được nhận đất ngay để xây nhà. Khu đất tái định cư được bố trí ở vị trí rất đẹp, đầy đủ hạ tầng và có lợi thế kinh doanh. Chúng tôi hết sức là đồng tình với cái chủ trương đường lối chính sách
Chúng tôi chỉ băn khoăn một điều là cái thông tin cũng như là cái phương án đền bù đến thời điểm hiện nay chúng tôi cũng chưa có được cái thông tin nó cụ thể. Huyện Hoài Đức, nơi có tuyến đường vành đai 4 đi qua 12 xã với chiều dài khoảng 17,1 km, diện tích thu hồi là 239,6 ha. Trong đó có 0,9 ha đất thổ cư của 115 hộ dân cần di dời bố trí tái định cư tại hai xã Đông La và Đức Thượng. Huyện dự kiến làm hai khu tái định cư tại hai khu đất đấu giá có vị trí đẹp để chuyển thành tái định cư cho người dân. Hai cái khu tái định cư này thì vị trí rất là đẹp. Chúng tôi lấy hai khu đấu giá thì chúng tôi chưa triển khai thực hiện. Để chúng tôi chuyển thành khu tái định cư cho người dân. Hiện nay các cái trình tự thủ tục thì các bước thì đang triển khai theo quy định. Thì dự kiến chúng tôi là cố gắng làm sớm và bàn giao cho người dân vào cuối quý 3. Còn đây là khu vực lô đất LK1, LK2 thuộc địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, được thành phố Hà Nội huy động để bố trí tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện bồi thường của dự án đường vành đai 4. Đến nay, có 56 hộ đủ điều kiện bồi thường về đất bố trí tái định cư trên mặt bằng 4.300 m2. Theo quy định, việc tái định cư trên địa bàn quận sẽ được bố trí quỹ nhà chung cư. Nhưng để đảm bảo quyền lợi của người dân, Hà Nội đã xây dựng cơ chế đặc thù để các hộ dân được tái định cư tại khu đất đấu giá với nhiều lợi thế. Ủy ban huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đã hoàn thiện các thủ tục và trình với Hội đồng Nhân dân và các sở ngành để điều chỉnh làm sao tạo điều kiện tốt nhất có vị trí để bàn giao cái việc tái định cư cho các hộ dân. Cho đến thời điểm này, người dân thuộc diện tái định cư ở 7 quận huyện của Hà Nội đều đồng lòng với chủ trương triển khai đường vành đai, nhưng cũng đề nghị thành phố sớm xác định giá đầu đi và đầu đến để người dân có thể chủ động tính toán và có kế hoạch an cư. Theo chủ đầu tư dự án, việc này được giao cho các quận huyện và địa phương cùng tính toán để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân. Hiện nay các khu tái định cư thì các quận huyện đang tổ chức triển khai cơ bản hoàn thành, cũng làm cơ sở để phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có chiều dài hơn 112 km đi qua 3 tỉnh thành Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trên toàn tuyến vành đai 4 đi qua sẽ có tổng 13 khu tái định cư cho người dân về nơi ở mới. Quan điểm của thủ đô là nơi người dân được tái định cư phải tốt hơn nơi ở cũ. Với tổng số tiền giải phóng dự án đường vành đai 4 trên địa bàn thành phố Hà Nội là 13.000 tỷ đồng. Như vậy tính ra thì chi phí cho mỗi km của đường vành đai 4 sẽ rơi vào khoảng độ 360 tỷ đồng. Và nếu so sánh với chi phí đầu tư các tuyến đường vành đai tại thủ đô, con số này không phải là lớn. Tôi nói vậy bởi có một lý do và đưa ra những con số biết nói như sau. Nếu so với tuyến đường vành đai 2.5, tức là chỉ có 1 km trên địa bàn của quận Hoàng Mai, thì số tiền chi phí là 2.500 tỷ đồng. Và thậm chí, nếu chúng ta so sánh với con đường đó là đoạn Hoàng Cầu Voi Phục thuộc vành đai 1, thì số tiền chi phí của đường vành đai 4 chỉ bằng 1/20, tức là khi chi phí của đoạn Hoàng Cầu Voi Phục là 7.600 tỷ đồng. Một tuyến đường mà chúng ta đã ví von là con đường đắt nhất hành tinh. Do vậy, dự án đường vành đai 4 được triển khai sớm ngày nào thì cuộc sống của người dân sớm được ổn định ngày đó, bởi họ không phải lo di rời, giải phóng mặt bằng, đồng thời thì sẽ tiết kiệm được ngân sách. Và đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của ban chỉ đạo dự án đã, đang và sẽ được thực hiện sau mốc ngày khởi công hôm nay. Nhiều tháng nay, ông Thanh, bí thư chi bộ thôn Khê Ngoại 2 đã cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đến từng hộ gia đình để vận động người dân. Các cấp lãnh đạo của cấp trên về như vậy là tuyên truyền và không bao thông qua cái chủ trương ấy thì nói chung là nhân dân cũng đã ổn định dần dần và đến giờ là phải nói là cũng rất được quan tâm và cũng là ủng hộ tuyệt đối. Trong năm xã đường vành đai 4 đi qua trên địa bàn huyện Mê Linh, riêng tại xã Văn Khê, tuyến đường có chiều dài khoảng 4,9 km, trong đó thu hồi đất chủ yếu thuộc phạm vi thôn Khê Ngoại 2 khoảng 2,4 km. Tổng hợp lại các ý kiến liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, khu tái định cư cho người dân trong khu vực đường vành đai 4 vùng thủ đô và dự án cầu Hồng Hà chạy qua địa bàn xã, ông Cường, bí thư đảng ủy xã ghi nhận và giải đáp ngay một số thắc mắc của các đảng viên. Điều ông Cường thấy vui nhất đó là đến nay 199 trên 199 hộ dân đều đồng thuận di rời. Thì hiện tại giờ thì về mặt thuận lợi thì thứ nhất là về tinh thần bà con là ủng hộ 100% về cái việc triển khai dự án. Cái thứ hai nữa là đa số các hộ dân mà có hồ sơ giấy tờ đầy đủ về các cái thửa ruộng, các cái đất ở thì khi mà đầy đủ giấy tờ thì đều là đồng thuận. Các công việc đang được gấp rút triển khai từ cấp cơ sở và đến nay Mê Linh đã hoàn thành hơn 80% tỷ lệ giải phóng mặt bằng
với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của người dân. Phải huy động sự vào cuộc tích cực và tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, và lúc nào cũng phải đề cao cán bộ đảng viên, và những cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu đi đầu. Trong nhiều cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ngành và từng quận huyện liên quan phải xác định rõ triển khai dự án đường vành đai 4 là nhiệm vụ trung tâm của trung tâm và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng điểm của trọng điểm. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với phương châm không bàn lùi, chỉ bàn tiến. Không gì bằng cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị, không gì bằng cái sự đồng thuận của nhân dân. Thì tất cả đã vào cuộc, và đảm bảo như vậy thì các cơ quan một phần là vào cuộc để mà triển khai cái giải phóng mặt bằng tái định cư, nhưng một phần cũng phải thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình. Sự ủng hộ của người dân, sự vào cuộc, đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị xuất phát từ sự cần thiết của dự án đường vành đai 4. Có thể nói, chưa có dự án nào mà sự vào cuộc của các cấp ngành và cả hệ thống chính trị của Hà Nội lại thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm lớn như vậy. Và kết quả ngày hôm nay là cơ sở để tiếp tục hướng tới hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của dự án đường vành đai 4. Theo như quy hoạch thì Hà Nội sẽ có 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài là 285 km. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì mới hoàn thành được có 132 km. Và điều đáng nói là chưa có bất cứ tuyến nào được khép kín. Và trong số đó thì đường vành đai 4 vùng thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2011, bắt đầu thực hiện từ năm 2022, tức là phải sau 10 năm. Đây là nhu cầu thiết yếu để hạn chế lưu lượng phương tiện đi vào nội đô và tăng cường khả năng kết nối liên vùng. Từ đặc thù của tuyến đường vành đai 4 là kết nối với tất cả các tuyến đường còn lại và có thể coi là vành đai kết nối mọi vành đai. Như vậy sẽ tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển đồng đều, toàn diện, bền vững của Hà Nội và vùng thủ đô. Vành đai 3 Hà Nội, sáng tắc, chiều tắc, thậm chí trưa cũng tắc và tối vẫn tắc. Ngày thường đã vậy, trước ngày nghỉ lễ Tết, tình trạng ùn tắc còn nghiêm trọng hơn. Do vậy, đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô không chỉ khắc phục tình trạng ùn tắc mà còn đem lại nhiều lợi thế hơn so với các tuyến đường hiện nay, đặc biệt là vành đai 3. Vành đai 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển thủ đô Hà Nội và vùng thủ đô Hà Nội. Nhưng quan trọng hơn là nó làm cái việc điều tiết giao thông cho thủ đô Hà Nội, cho khu trung tâm Hà Nội và cho toàn bộ vùng thủ đô và cho toàn bộ cái kinh tế phát triển. Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, ba tỉnh thành có dự án đi qua là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã có sự thống nhất, chung sức, đồng lòng và ý chí quyết tâm cao. Hiện nay mà những cái khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng thì hiện nay đã được tháo gỡ. Nhưng mà cái khó khăn thứ hai đấy là cái nguyên vật liệu trong cái giá thời điểm hiện nay đang gặp khó khăn rất là lớn. Thì cái cam kết về nguồn cung, đặc biệt là vùng cái đất đắp và những cái nguyên vật liệu thì các ủy ban tỉnh, thành phố phải có những cái biện pháp và chú tâm rất lớn. Có thể nói đây là một cái dự án rất lớn và tiến độ triển khai rất là căng thẳng. Một nhiệm vụ rất là khó khăn, nặng nề, nhưng chúng ta quyết tâm làm. Vì dự án không chỉ đem lại lợi ích to lớn cho thủ đô mà còn cho cả vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Đường vành đai 4 là dự án quan trọng quốc gia, có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, đi qua ba tỉnh Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư dự án là gần 86.000 tỷ đồng. Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng với sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, đại dự án vành đai liên vùng đang từng bước hiện thực hóa, thể hiện tầm nhìn và khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Thực sự là đòn bẩy cho sự phát triển của vùng thủ đô và cả nước. Thưa quý vị và các bạn, sau đây thì tôi đưa ra lộ trình của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, chuẩn bị đầu tư vào năm 2022. Chính thức khởi công vào tháng 6 năm 2023, chính là thời điểm vào sáng ngày hôm nay, và cơ bản hoàn thành vào năm 2026. Sau đó đưa ra vận hành chính thức vào năm 2027. Có thể nói việc khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô ngày hôm nay đã đánh dấu một mốc quan trọng trong lộ trình triển khai dự án và là cơ sở để có niềm tin dự án hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2027, góp phần vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.